Hello mọi người, hôm nay là giờ nghỉ trưa của mấy anh chị cô chú rồi trong các thành viên trong gia đình mình nhờ tới để hôm nay lợp cái mái cho cái công trình của mình á. Thì hôm nay mình sẽ quay cái quá trình thực hiện của nó này. Đây là cái máy cày mình dùng để xới đất. Đó, cái này là có bố mình làm. Đó. Đây là cái nhà nè, từ sáng đến giờ đó mọi người. Đây là cái vít dắt nè mọi người. Đó, đây là những cái vít dắt. Những cái vít dắt này nó có cái tác dụng là nó sẽ ghim được cái nó sẽ bắn nó sẽ nẹp vô những cái thanh này. Đây nè. Đó, những cái vít dắt nó sẽ đi những cái đường như thế này và đè lên cái bạt làm cho nó cứng và nó phẳng. Đó mọi người có thể nhìn thấy này. Ở trên là nó là bạt rồi nha. Cái này cái lô này là đang lợp bạt rồi đó. Còn cái lô không lợp bạt đây nè. Đó, cái lô không lợp bạt là cái lô ở giữa đó, còn hai bên là hai lợp bạt rồi mọi người thấy không? Nó rất là căng, rất là phẳng luôn, nhìn nó không có bị dúm một chút nào hết á. Nhìn rất là căng và đẹp. Đó thì hồi sáng nay là có chắc tổng cộng khoảng 8 người. Trong đó có cả mình nữa. Mình lên mình làm được hai đường. Hai đường chạy từ đây xuống dưới kia 60 mét, mỗi đường 30 mét là mình không làm nổi nữa. Mình đi vô luôn. Mình để cho mấy người ngoài làm. Đó, đây là cái bàn này. Đó, nhà thì khá là cao, từ đây lên đến nóc là nó vào khoảng 5 mét rưỡi. Mình làm 3 lô, mỗi lô chạy 30 mấy mét và chiều rộng của 20 mấy mét. Nó được 700 mấy chục mét vuông á, thì để mình sắp tới mình sẽ trồng dâu đó mọi người. Đó. Còn các cái cọc này này, đó, mọi người thấy không? Là các cái cọc này đổ bê tông hết. Nói chung là mình tự thiết kế, mình tự làm chứ không có ở đây thì cũng ít cái nhà này lắm. Mình cũng đi học người ta rồi mình đầu mình về mình làm theo cái thiết kế của mình thôi, rồi làm sao cho nó vững chắc và nó phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của mình. Thì sau này mình không ấy nữa thì mình có thể chuyển sang trồng cây khác. Ví dụ như cây hoa rồi hoặc là cây dưa lưới các thứ rồi một số các cái cây khác nó có giá trị kinh tế cao. Còn trước mắt thì đợt tới mình sẽ trồng dâu tây. Chưa biết có thành công hay không nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ trồng dâu tây trong này và sẽ quay tất cả những cái quy trình thực hiện cho mọi người coi. Từ cái việc ngày xưa mình có quay cái lô đất trắng nè, chụp hình lô đất trắng nè, rồi mình quay clip này, từ những cái đó dọn dẹp hết đi rồi cày bừa hết lên đó mọi người thấy không. Bây giờ là những cái vụt trắng 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 này là mấy cái vôi. Trên đất này mình đã có rắc thêm phân rồi thì nó cày lên, lần này là lần thứ ba cày lên. Sau khi mà xong cái nhà này nữa là mình mua phân dê về rồi mình rải lên là mình sẽ cày lại một lần cuối cùng là lần thứ tư cho nó thật là xốp đất, rồi mình bắt đầu mình lên luống và mình lắp hệ thống tưới nhỏ giọt. Song song với cái hệ thống tưới nhỏ giọt á, thì mình còn lắp thêm một cái hệ thống bếp phun sương cho nó mát nữa. Thì mình lắp nó là tầm khoảng như thế này, ở từ đây, từ cái cột này. Đó, bắt đầu là mình sẽ đi một cái đường dây kẽm nhỏ nhỏ đi băng qua bên cái cột thứ hai. Đó, băng cột thứ ba, băng qua cột thứ tư, băng đến hết luôn. Xong bắt đầu là bên kia mình cũng mắc như thế luôn, là nó đi bếp bếp quay á, thì nó sẽ lắp ở trên cao thì nó sẽ không có bị vướng và nhìn nó rất là thẩm mỹ. Cho nên nó là mình muốn mắc như vậy. Và khi những cái thời tiết mà nó nắng như thế này á, nó nóng như thế này á, vì cái bạt này á, là khi mà mình quay hết lại á, là nó sẽ thời tiết nó sẽ rất là nóng ở bên trong. Và đến lúc mà thời tiết như 11, 12 giờ, 1 đến 2 giờ thì nó sẽ rất là không khí nó sẽ rất là nóng, cho nên là mình sẽ bật cái bếp đấy để phun sương. Thì cái hạt hạt mưa mình sử dụng các cái loại bếp nó phù hợp để làm cho cái không khí xung quanh nó được mát và cái cây của mình nó được mát. Trồng dâu trong nhà kính này thì mình không nên tưới phun sương quá sớm, có nghĩa là trước 10 giờ thì mình không nên phun, tại vì từ sáng đến 10 giờ là cái hạt phấn nó đang còn ở nằm ở trên hoa, nó chưa có được thụ. Cho nên là mình nếu mà mình phun là nó sẽ trôi hết các cái hạt phấn nó đi, thì cái tỷ lệ đậu hoa đậu trái của nó rất là nó sẽ bị giảm. Đó, hình dung là như vậy đó. Đó, hôm nay mình là làm đến đây thì mình sẽ quay đến đây, còn đến chiều mà nếu mà từ giờ đến chiều mà ngon á thì xong được hết cái vàng này,
thì ngày mai hoàn thiện nốt những cái xung quanh. Đó, mai hoàn thiện, nếu mà ngon lành nữa thì mai hoàn thiện một ngày đến 2 ngày nữa là hoàn thiện được hết cái nhà này. Đó là về phần cứng, sau đó mình mới mới xuống giống xong rồi mới mới cày đất lên rồi mình làm luống, rồi bắt đầu mình lắp hệ thống tưới. Khâu cuối cùng là mình xuống giống, thì mình sẽ quay cho mọi người coi cái quá trình từ cây nhỏ đến cây lớn, rồi từ lúc trồng cho tới lúc thu hoạch ra hoa đậu trái như thế nào. Đó. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem và ủng hộ cho mình. Đó. Chứ rồi ok, mình đi vô ăn cơm đã. Bây giờ là 12 giờ rồi. Tạm biệt mọi người tại đây cái đã nha.